lại với vòng 2 của chương trình Giác quan thứ 6. Và trong vòng 2 này có tên gọi là Phán đoán tài tình. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ từng chàng trai một và xem họ biểu diễn. Đồng thời có những từ gợi ý cũng được hiện trên màn hình phía trên để giúp chúng ta phán đoán thêm họ đang làm nghề gì. Và những từ gợi ý đó là do chính các chàng trai đưa ra. Và người đầu tiên chúng tôi xin được giới thiệu đến tất cả quý vị, đó là Tú Mỡ. Xin mời. Hạnh phúc mai nở trên môi, cứ thế yêu mà chẳng bối rối. Dù cho ai kia muốn nói gì, vẫn bước đi mặc kệ lý trí. Hãy nghe con tim nói rằng just love. Cuộc sống sẽ không chờ mãi đâu. Just love, I don't know, I don't know. Người ta nói hạnh phúc sẽ chẳng bao lâu. I don't know, baby, I don't know. Mai đây sẽ thế nào? Chỉ cần biết rằng mỗi sáng sớm bên nhau ta sẽ bình yên. Chẳng bao lâu mình sẽ ra sao? I'm loving, 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 I'm in love. Xin chào, bạn tên gì và bao nhiêu tuổi? Xin chào mọi người, mình là Danh Tú. Tên đầy đủ của mình là Nguyễn Danh Tú. Năm nay mình 25 tuổi. 25 tuổi, wow. Thế bạn làm nghề gì? I don't know, I don't know, I don't know. Thực ra tôi thấy bạn không phải chơi trống không, mà bạn còn búng tay rồi lắc lắc. Nhưng mà tôi không nghĩ là bạn chỉ tập trung vào trống thôi. Bạn có thể là một người rất là giỏi về nhạc cụ. Anh này chắc chắn là làm nghệ thuật, bởi vì là cái cách mà ảnh ngồi rất là nghệ sĩ. Xong rồi tới khi mà ảnh đánh thì là ảnh có cái độ cảm âm rất là tốt. Mặc dù là gương mặt ảnh khá là lạnh lùng với cái cục gỗ đó, nhưng mà ảnh vẫn đánh rất là chính xác. Em ơi, cái này người ta không có gọi là cái cục gỗ. Cái này gọi là cái gì? Trống ca dô. Cái này nó gọi là cái trống cajon. Đó, nghe chưa Quỳnh Anh? Trống cajon. Mình cũng là ca sĩ mà sao kêu cái trống ta là cái cục gỗ? Tại vì mình chỉ đi đánh trống thôi, đâu có đi đánh trống đâu biết. Nhờ tham gia chương trình Giác quan thứ 6 mới biết, cho nên mình mới nên chơi chứ. Đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những từ khóa. Xin mời từ khóa đầu tiên. Đập gõ. Một gợi ý rất quề vốn. Rất là quề vốn, mới vừa đập vừa gõ. Đâu có, nhiều khi người ta là sợ thợ sửa nhà, người ta đập gõ nhà cửa cũng liên quan vậy. Sửa nhà liên quan gì tới âm nhạc? Không, cái bàn tay này, cái vóc dáng này, cái gương mặt này không thể nào là đập gõ nhà cửa được. Đập gõ cũng có thể là điêu khắc gỗ, biết đâu được. Ok, gợi ý thứ hai được không? Xin mời gợi ý thứ hai. Em nghĩ với cái gợi ý này chắc thế nào cũng xin thêm gợi ý nữa quá. Không. Thật ra nãy giờ nó quề vốn. Không, em thấy cái chữ ngẫu hứng này nó không có là quề vốn đâu nha. Tại vì nếu mà là một nhạc công chơi trống á, thì không được ngẫu hứng nhiều đâu. Phải trong một cái khuôn khổ của bài hát. Ít ai nhìn thẳng vô mắt chị được lâu lắm, mà bạn này bạn lì lắm. Bạn nhìn bạn bản lĩnh lắm. Bạn là một người rất là dày dạn bản lĩnh sân khấu. Bạn rất là dày dạn về cái bản lĩnh để tiếp xúc với những cái áp lực chung quanh. Cái giác quan thứ 6 của em rất tốt, với điều kiện là em phải đứng cách một chút xíu thôi. Em có thể chạy bộ xuống ôm được không? Được không? Được. Đứng trước cái vòng này thôi, không được đứng trái gần nhà quá nha. Em không mê trai, chị đừng lo. Không mê trai bắt tới tôi cười thế gì. Bây giờ sau khi mà em nói xong thì em không cần tới cái gợi ý thứ ba, và em nói luôn nhá, chắc chắn nhá. Bạn này làm nhạc sĩ hay thiệt đó nha. Quỳnh Anh đi tới, Quỳnh Anh không thèm nhìn bạn này, bằng quanh nhìn lên vậy nè. Bạn như vậy cái nói, nhạc sĩ. Nhạc sĩ. Không phải, tại vì giác quan thứ 6 là nó là cái cảm giác của mình. Cái mình năng hử, lượng hử. Nó ồ ập, nó tạt vào người mình. Chứ không phải là mình nhìn bằng mắt thường. Bây giờ em cho chị Xuân Lan bắt tay bạn này luôn, thử xem bạn làm nghề gì. Bắt tay thử.
Nhạc sĩ thường thường tay mềm lắm em. Chị nắm tay nhạc sĩ hoài luôn hả chị? Ừ đúng rồi, chị thích lắm. Em nói là điêu khắc. Không, tay bạn này phải tiếp xúc với lại đúng là kiểu đập gõ thì thấy có lý đó nhưng mà... Thì làm nhạc sĩ cũng biết nhiều nhạc cụ mà chị. Chị cảm nhận năng lượng nha, chị thấy bạn này là một cái người... Catwalk. Biểu diễn nhiều hơn là ngồi một chỗ ngồi ẩn mình thôi nha. Cái mắt của bạn dễ sợ là... Thôi về về xin từ khóa thứ ba. Trời đất ơi, thiệt luôn á. Chị tới đây chị nắm tay, chị đi qua đi lại cuối cùng xin từ khóa. Ủa em tới đó mới được nắm tay chứ. Rồi tự như ý thôi. Dạ xin mời từ khóa cuối cùng Latin. Tại sao bạn lại chọn từ khóa gợi ý là Latin? Nghề của Tú là được sinh ra từ những nước Latin và đặc biệt là Tây Ban Nha. Rồi. Em biết đó là cái gì rồi. Anh biết em làm nghề gì rồi. Nhưng mà không nói đâu. Anh đừng nói đấu bò nha. Em nghĩ là bạn này làm trong ban nhạc Latin. Là một thành viên trong một ban nhạc đúng không? Đúng rồi, một và thành viên. Và cái vị trí là trong... gì? Thì đập gõ đó, trống, đập gõ rồi nọ. Vậy bây giờ, nghề nghiệp Trung Quỳnh Anh chọn là nhạc công chơi trống. Được đầu đó. Còn chị Xuân Lan. Giác quan của chị là bạn này làm ban nhạc chơi trống. Hai khách mời của chúng ta đưa ra chung một đáp án đó là nhạc công chơi trống. Kết quả sẽ có sau 3 tiếng đếm của Trương Thế Vinh. Xin mời. 3. Tay bạn này phải tiếp xúc với lại đúng là kiểu đập gõ thì thấy có lý đó nhưng mà... Thì làm nhạc sĩ cũng biết nhiều nhạc cụ mà chị. Giác quan của chị là bạn này làm ban nhạc chơi trống. 2. Em nghĩ là bạn này làm trong ban nhạc Latin. Và cái vị trí là gì? Thì đập gõ đó, trống, đập gõ rồi nọ. 1. Là mình sai đó. Sai rồi. Là sai rồi hả? Bạn ơi, bạn làm nghề gì? Hiện tại thì công việc chính của Danh Tú là nghệ sĩ guitar trình diễn. Và cái trường phái guitar mà Tú đang theo đuổi là một trường phái mới có ở Việt Nam cách đây 10 năm thôi. Guitar nó là cái nhạc cụ được xuất xứ từ Tây Ban Nha. Và cái món guitar này mà Tú chơi ấy là món mà sẽ kết hợp những cái động tác đập gõ trên đàn guitar, mô phỏng lại những cái âm thanh của bộ gõ và mô phỏng những âm thanh của những cái nhạc cụ khác, hay được gọi một cái thuật ngữ chuyên môn là percussive fingerstyle guitar. Thôi cái này tha thứ cho chị được, tại vì chị không có làm gì âm nhạc. Đố em chứ em đưa 7 nốt nhạc kêu chị đọc chị không biết đọc đâu. Không đúng, thực sự là cái này cũng hơi khó đoán thiệt. Bây giờ để bớt tổn thương á là mình phải coi thì mình mới cam tâm. Bây giờ bạn biểu diễn cho chúng tôi coi đi. Chứ bạn nói mà chúng tôi cũng hơi chưa hình dung ra được. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với màn trình diễn của bạn Danh Tú. Xin mời. Cảm ơn bạn nhiều nhé. Chúng ta sẽ gặp lại. Rồi.
Và người thứ hai chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chàng trai có biệt danh là Tô Ấp. Nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố. Ở một nơi đẹp như mơ, trên cao êm êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ đang ở đó chờ tôi. Người xung quanh ở nơi đây sẽ anh sẽ mãi mãi. Anh luôn ngóc lanh nhưng mà chào tôi, chào người bạn ơi. Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời rạng ngời vẫn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá. Để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi được xa để trở về, đi được xa để trở về. Có một nơi để trở về, đi đi để trở về. Đi được xa để trở về, đi được xa để trở về. Có một nơi để trở về, đi đi để trở diễn hết sức dễ thương của bạn Tô Ức. Bạn này thì rất là thích nhảy, nhưng mà đã lâu không nhảy. Đã lâu không nhảy. Sao em biết? Ủa, hai đứa có quan hệ gì với nhau không? Có quen biết gì với nhau trước không? Hồi xưa có nghe không? Mình biết nhau phải không? Nói chung là cũng có biết. Thôi đáng đi, chị theo em, ok, xong. Trời ơi. Em biết bạn rất lâu rồi à. Hồi xưa là học chung trường nhưng mà không chung lớp. Trong đội văn nghệ của trường là hồi xưa là thành một cái nhóm mà coi như là thần tượng của cả trường. Đó là cái nhóm của bạn, ai cũng nhảy đẹp, nhảy rất hay. Thì bây giờ sau một thời gian khá là xa nhau rồi, thì bây giờ thật sự là em cũng không biết bạn đang làm gì thật. Em đoán thôi là bạn sẽ làm một cái việc gì đó mà nó liên quan đến đi xa về du lịch. Hồi nãy tôi với Trần Thúy Vinh cười, bạn giống một người quen của tôi lắm. Cũng hay đi xa, đi thực xa rồi trở về, xong rồi đem hàng bán online. Anh, nhưng mà đó là một cái công việc, một cái công việc, một cái nghề rất là phổ biến, là bạn đi du lịch ở khắp nơi và bạn đem hàng về cho ai order hàng, bạn đặt xong rồi bạn về bạn giao, mà bạn kiếm tiền rất là tốt từ cái nghề đó. Thôi để tôi chờ từ khóa của chương trình đi. Trời, xin mời gợi ý đầu tiên. Trải nghiệm thì mình bán sản phẩm, mình cũng phải trải nghiệm trước qua rồi mình mới quảng cáo cho người ta được thôi chị. Tôi thấy bạn có cái nụ cười của bạn với lại cái cách của bạn hồi nãy, bạn rất là lung lay, thì tôi nghĩ bạn rất là một người rất là lanh. Bạn sẽ là một cái người có thể dẫn dắt được người khác. Tôi nói tới đó thôi, tôi sẽ chờ từ khách thứ hai. Đúng rồi, xin mời gợi ý tiếp theo. Phong cách đặc trưng. Hình như nó đang đi xa với cái nghề hướng dẫn viên du lịch. Cái phong cách đặc trưng là cái của riêng bạn hay là của tất cả những thứ xung quanh bạn đến? Dạ, em yêu cái đẹp. Cho nên những gì mà em làm hay em thực hiện nó đều liên quan tới một cái đẹp nào đó. Và mỗi người có một tính cách khác nhau, thì những công việc em đang làm nó sẽ có những cái sự đặc trưng khác nhau mà người ta nhìn vào hay người ta trải nghiệm thì người ta sẽ nhớ. Nghĩa là cái sự trải nghiệm đó không phải là cái sự trải nghiệm của riêng bạn, mà là cái sự trải nghiệm của tất cả mọi người khi làm việc với bạn hả? À, xin mời gợi ý cuối cùng. Nhập gia tùy tục. Bạn, tại sao bạn lại chọn từ khóa là nhập gia tùy tục? Dạ, thì những người đến với em họ không phải muốn gì thì cũng được cái nấy, mà họ cũng phải theo một cái quy định hay theo một cái quy ước nào đó mà của riêng em đặt ra và cả hai bên đều thống nhất. Em nói sao mà rõ ràng quá, người ta biết hết trơn rồi. Không biết luôn. Không, nói hồi em lại nói nghĩ hồi là dẫn ngược đi luôn á. Ủa vậy? Tôi nghĩ là bạn đi du lịch, bạn đi tới đâu là bạn nhập gia tùy tùng, bạn phải theo phong cách ở chỗ đó hay là quy định chỗ đó. Xong rồi bạn nói là ai làm việc với bạn là phải theo cách của bạn, là tôi hơi... Đúng rồi, mà rất là rõ ràng luôn. Nếu mà người như vậy thì theo chị là công việc gì? Theo tôi nghĩ bạn này là một... Tên. Là một nhiếp ảnh chụp phong cảnh.
Nói chung là nhiếp ảnh. Tại vì hồi nãy thì em nghĩ nó là một cái gì nó rất là rộng lớn bao quát. Bạn nói nhập gia tùy tục xong một cái là em lại nghĩ nó là một cái gì đó nó nhỏ hơn, nó gói gọn hơn trong một cái khu gì đó thôi. Ừ, nó rất là cụ thể. Với anh thì anh thấy cái từ gợi ý này nó đưa anh tới một cái quyết định, một cái nghề nghiệp luôn. Em quyết định là bạn sẽ làm quản lý một cái chỗ resort nào đó. Và kết quả sẽ có sau 3 tiếng đếm của Trường Tư Vinh. Xin mời. 3. Cái trải nghiệm ở đây là tôi nghĩ là các bạn thích đi du lịch chỗ này chỗ kia chỗ nọ để bạn chụp, bạn thu hết vào ống kính của bạn theo một cách rất riêng của bạn. Bạn này là một nhiếp ảnh chụp phong cảnh. 2. Tại vì hồi nãy thì em nghĩ nó là một cái gì nó rất là rộng lớn bao quát. Bạn nói nhập gia tùy tục xong một cái là em lại nghĩ nó là một cái gì đó nó nhỏ hơn. Em quyết định là bạn sẽ làm quản lý một cái chỗ resort nào đó. 3, 1. Sai nữa hả? Sai nữa. Rất tiếc. Sai rồi. Bạn có thể cho mọi người biết bạn làm nghề gì không? Dạ, trước tiên thì xin chào hai vị khách mời, xin chào hai MC cũng như xin chào quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Trung, nghề nghiệp của em hiện tại là đang kinh doanh một cái homestay ở dưới Hội An, mang tên là The Mansion Hội An. Thì ở homestay thì nói gì nói mình là người cung cấp dịch vụ, nhưng mà những người mà người ta chấp nhận ở homestay thì người ta sẽ theo một cái số quy định nhất định của chủ nhà. Thì bởi vì chủ nhà luôn lúc nào cũng mong muốn là mang đến một cái trải nghiệm bản địa, trải nghiệm địa phương cho những người đi du lịch, nhất là những người đi ở homestay. Ví dụ như là mình phải ngồi ở dưới đất mình ăn cơm, gia đình người ta vậy thì dân người ta thích ở trên bàn thì cũng mời ở xuống dưới đất người ta ăn cơm. Ví dụ hôm nay tôi không thích ăn món Việt, tôi muốn thích ăn món Tây, nhưng mà hôm nay chủ nhà nấu là nấu món Việt, thì nếu như mà bạn chấp nhận bạn ăn, còn không thì mình có thể chọn một sự lựa chọn khác nào đó ở nhà hàng bên ngoài. Thôi vậy là em cũng gần đúng rồi. Đúng rồi, Trương Quỳnh Anh chỉ gần đúng thôi chứ chưa có chính xác. Cho em nửa điểm được không? Không. Thì cho em 15 điểm luôn đó. Và với cái kết quả vừa rồi thì hai khách mời chúng ta vẫn không đem về cho mình một điểm nào cả. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn bạn. Và xin mời quý vị khán giả đến với chàng trai cuối cùng có nickname là Bin. Xin mời. Xin chào mọi người. Và hôm nay là rất là vui vì Bin đã được đến với chương trình Giác quan thứ 6. Và hôm nay điều vui hơn nữa là được gặp anh Vinh, em muốn mời anh để ngẫu hứng với em một ca khúc, một sáng tác của cô Thị Miên. Không biết anh có thuộc bài Niệm Khúc Cuối không anh ha? Được, anh có nhớ. Anh sẽ cùng em ngẫu hứng ca khúc này để dành tặng cho quý vị khán giả ở đây được không ạ? Sẵn sàng. Dạ, xin cảm ơn anh ạ. Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời, dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em. Tình em dù sao đi nữa, tôi vẫn xin tự giới thiệu, em tên là Đức Huy, nickname của em chính xác là Huy Bin. Cái cách của bạn đàn này nọ thì rất là giống một thành viên của nhóm AC&M, đó là anh Nam Khánh. Không phải là về cái gương mặt cái gì, nhưng mà cái phong thái, cái thần thái để biểu diễn, thì tôi nghĩ bạn là một người cũng có cái chiều sâu trong âm nhạc rất là kinh khủng. Dạ dạ, tư phá đi dạ. Xong rồi hả chị? Dễ thương ha. Dạ. Dạ dễ thương. Dạ rồi. Xin mời đến với từ khóa đầu tiên. Bạn này dạy bơi đó. Dạy bơi, đúng rồi chị. Tập thở. Thở dưới nước á.
không có thể là thầy dạy yoga, thầy giáo dạy điền kinh, tại vì điền kinh nó là cũng phải chạy, phải thở, phải hít thở, hít thở. Có cái môn thể thao nào không thở mà? Còn không là đây là một giáo viên dạy về về gọi là cái gì, đài từ sân khấu. Tại vì khi mà chị diễn kịch đó, chị phải học á, là học phải hít thở nào, lấy hơi sâu ở dưới bụng, tiếng đẩy lên nào, tiếng nói sân khấu á. Những cái gì mà nó liên quan về cái đó, ví dụ như là âm nhạc hay là kèn hay là gì á, hay là tiếng nói sân khấu, người ta gọi là tập hơi. Tập hơi hả? Chứ không ai nói tập thở. Tập thở nhiều khi là bơi lội là đúng. Ấy chị ơi, em liên tưởng tới là mấy cái cô mà có bầu á, xong rồi phải trời ơi, phải tập thở, xong rồi cũng phải đi tới mấy cái trung tâm để học á. Có lý. Em đau quá đâu. Thở hết thở. Vậy là bác sĩ là sản khoa. Bác sĩ sản khoa. Bác sĩ sản khoa cũng dạy người ta thở. Đúng không? Đúng, có lý. Em thấy bắt đầu hai khách mời của chúng ta đã đi quá xa rồi đó. Nó qua tới bệnh viện phụ sản rồi. Đến luôn với từ khóa tiếp theo ha, hai dạ, chị ha. Dạ. Em thấy bắt đầu sợ sợ rồi chị. Xin mời từ khóa thứ hai. Bài bản. Bệnh viện phụ sản á, người ta có dạy thở theo bài bản không hai chị? Hay là Vin làm cái nghề lồng tiếng cho phim hoạt hình thì cái đó mình cũng phần phải tập thở, phải có hơi nhiều á. Tại vì mấy cái bạn màu trong hoạt hình là mấy bạn vận động rất là nhiều. Có lý. Hay quá. Hay đó, hay đó. Như vậy có vẻ như là Quỳnh Anh không cần gợi ý thứ ba luôn. Không, Quỳnh Anh vẫn cần. Cần luôn sao? Xin mời gợi ý cuối cùng. Chị biết em là một người bình thường ở ngoài rất là dễ thương. Mọi người sẽ hơi ngạc nhiên nếu nói em là một người thầy giáo. Bởi vì em trẻ lắm. Thì chị nhìn thấy một cái người nhạc sĩ về piano sẽ khác. Cũng sẽ có cảm xúc feel giống như là cái bạn hồi đầu tiên mà guitar. Bạn sẽ rất là feel. Còn bạn này rất là chỉnh chu. Quay qua nhìn, hát theo, nhắc lời bài hát. Và chị biết ở trong đây em rất là muốn hát theo để em chỉnh cho Vinh luôn á. Giảng viên thanh nhạc. Chốt nha. Thôi chốt. Thấy hơi lên là thấy khó khó rồi đó. Sao Quỳnh Anh em? Dạ em như chị Lan. Như vậy là cả hai vị khách mời đều chọn là giảng viên thanh nhạc. Dạ. Và bây giờ thì kết quả sẽ có sau 3 tiếng đếm của Trương Tiểu Vinh. 3. Hát theo, nhắc lời bài hát. Và chị biết ở trong đây em rất là muốn hát theo để em chỉnh cho Vinh luôn á. Giảng viên thanh nhạc. 2. Em như chị Lan. Như vậy là cả hai vị khách mời đều chọn là giảng viên thanh nhạc. Dạ. Yeah. 3, 1. Và cuối cùng thì là Xuân Lan đã mang về cho mình 5 điểm. Trời ơi, 5 điểm. Không có về trắng tay mọi người ơi. Mở quá mọi người ơi. Mọi người ơi. Tôi đã có điểm. Chị ơi, mới có 5 điểm mà chị mừng vậy sao? Không em, chị không điểm là chị sẽ nhục đó. Bây giờ chị nghe em công bố điểm của Trương Quỳnh Anh nè. Cộng thêm 5 điểm nữa, bạn mang về cho mình 20 điểm. Xin mời bạn hãy nói về nghề nghiệp của mình. Huy xin tự giới thiệu, Huy là giảng viên thanh nhạc. Khoảng 6 năm trước, em đã bắt đầu vào cái ngành dạy thanh nhạc của mình. Em xuất thân là một ca sĩ của quân đội. Em làm trong một đoàn nghệ thuật thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Và em làm công việc đấy 4 năm rồi. Và sau khi đó là em tách ra và em chỉ tập trung vào vấn đề giáo dục âm nhạc, là giảng viên thanh nhạc thôi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ là hai chàng trai, đó là Danh Tú và Hoàng Trung. Xin mời.